Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Sau đây là nội dung chi tiết. Xe tăng rùa cải tiến hiệu quả của Nga trên chiến trường Ukraine. Nga và Ukraine đã chuyển sang sử dụng các giải pháp thiết giáp ứng biến để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng của họ. Nhưng Moscow trong những tuần gần đây dường như đã tiến thêm một bước nữa. Đối mặt với vô số mối đe dọa chết chóc trên chiến trường, trong đó thiết bị bay không người lái UAV tấn công tự sát là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng. Nga và Ukraine đều đã thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ xe tăng và phương tiện của mình bằng cách trang bị thêm các lớp áo giáp bảo vệ. Bộ giáp ngẫu hứng này đôi khi chỉ giống như một cái lồng thép được hàn xung quanh bên ngoài xe, là một nỗ lực nhằm cung cấp khả năng phòng thủ cuối cùng cho các loại đạn như pháo, tên lửa chống tăng và đặc biệt là thiết bị bay không người lái nhỏ, chứa chất nổ. Trong khi quân đội cả hai nước đều sử dụng những chiến thuật như vậy, trong những tuần gần đây, Nga đã tiết lộ một cải tiến có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng hiệu quả, được một số nhà quan sát chiến sự của Ukraine gọi là xe tăng rùa. Các video về thiết kế xe tăng rùa của Nga được chia sẻ bởi các tài khoản tình báo nguồn mở và tài khoản mạng xã hội của quân nhân Ukraine ngày càng trở nên phổ biến kể từ lần đầu xuất hiện vào đầu tháng 4. Chiếc xe tăng được bao phủ bởi lớp giáp kim loại bổ sung ở mọi phía ngoại trừ mặt trước, nơi khẩu súng nhô ra ngoài, giống như đầu một con rùa. Rob Lee, một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đã xác định xe tăng rùa tham gia cuộc tấn công vào giữa tháng 4 do Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 5 của Nga thực hiện tại thị trấn Krasnohorivka, phía đông Ukraine, một điểm nóng giao tranh khi lực lượng của Moscow tiến về phía tây Donetsk. Trong một video, chiếc xe tăng rùa dường như vượt qua một cuộc tấn công bằng bom chùm và tiếp tục di chuyển. Chuyên gia Rob Lee cho rằng chiếc xe tăng có ngoại hình kỳ lạ, với ít nhất một vài trong số đó có thể đóng vai trò giả phá bom mìn, có thể không điên rồ như người ta tưởng. Tôi biết mọi người đang cười nhạo nó, nhưng tôi không nghĩ đây là một tác phẩm chuyển thể điên rồ. Người Nga đang thích nghi với các điều kiện cụ thể của chiến trường, trong đó Ukraine có nhiều FPV, thiết bị bay không người lái tấn công góc nhìn thứ nhất, nhưng lại không có đủ ATGM, tên lửa chống tăng dẫn đường, mìn chống tăng và pháo binh, Lee cho biết. Ông giải thích thêm, vì vậy việc hy sinh khả năng quan sát và khả năng xoay tháp pháo trên một xe tăng cho mỗi trung đội có thể gây nhiễu nhiều tần số FPV cùng một lúc là điều hợp lý. Một số trang thông tin tình báo mã nguồn mở nhấn mạnh vai trò của xe tăng rùa trong cuộc tấn công thành phố Krasnohorivka của Ukraine. Một số phương tiện kỳ cục này dường như hoạt động tốt hơn những phương tiện khác. Xe tăng rùa cũng được phát hiện ở xa hơn về phía bắc dọc theo chiến tuyến trong các cuộc tấn công của Nga nhằm chiếm Chashivya, một thị trấn của Ukraine ngay phía tây Bakhmut, đã trở thành chiến trường quan trọng do địa hình cao nhìn ra các khu vực xung quanh. Tại đây, những chiếc xe tăng rùa dường như cũng có hiệu quả nhất định. Một kênh Telegram của Ukraine đã đăng tải đoạn video về hoạt động của xe tăng rùa vào cuối tuần qua. Lưu ý rằng Ukraine đã phải tiêu tốn rất nhiều thiết bị bay không người lái FPV chỉ để tiêu diệt một phương tiện như vậy của Nga. Mọi người đều cười nhạo việc chế xe tăng, nhưng trên thực tế, chúng hoạt động cực hiệu quả, một kênh Telegram tiếng Ukraine viết. Xe tăng rùa của Nga rõ ràng là một bước tiến vượt xa những chiếc lồng đối phó nổi tiếng mà cả hai bên đã gia cố để bảo vệ lớp giáp hạng nặng của mình trong suốt cuộc chiến. Những tác phẩm phòng thủ mới này xuất hiện khi người Ukraine ngày càng tăng cường chuyển sang sử dụng thiết bị bay không người lái FPV chứa đầy chất nổ để truy đuổi các phương tiện của Nga. Ukraine đã phát hiện 450 đường dây đưa người trái phép qua biên giới. Ukraine cho hay, kể từ đầu chiến sự tới nay, nước này đã phát hiện 450 đường dây đưa người trái phép qua biên giới, trong đó có những người muốn trốn quân dịch. Người phát ngôn của cơ quan biên phòng Ukraine Andriy Demchenko nói với hãng tin Ukrinform hôm 29 tháng 4 rằng, kể từ khi chiến sự bùng phát, lực lượng này đã phát hiện khoảng 450 nhóm tội phạm cố gắng đưa người trái phép qua biên giới. Ông Demchenko nói, những nỗ lực vượt biên trái phép xảy ra hàng ngày. Hầu hết các nỗ lực này đều diễn ra bên ngoài các trạm kiểm soát ở biên giới với Moldova và Romania. Số lượng tài liệu giả mạo lớn nhất được ghi nhận ở biên giới với Ba Lan. Ngoài ra, ông cho hay, kể từ đầu chiến sự, 30 người đàn ông Ukraine đã không qua khỏi khi cố gắng vượt biên trái phép và tránh bị huy động tham chiến với Nga. Ông nói, một số người đã không qua khỏi khi cố gắng vượt qua sông hoặc vượt núi. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 không được phép rời khỏi đất nước vì họ có thể bị huy động đi chiến đấu, theo thiết quân luật của Ukraine. Trước đó, cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội rằng
có 24 người đàn ông đã không qua khỏi khi cố gắng vượt sông Tisa ở biên giới Ukraine với Romania. Đầu tháng 4, ông Demchenko nói với đài truyền hình nhà nước Ukraine rằng trung bình mỗi ngày có khoảng 10 người đàn ông bị chặn lại khi cố gắng rời khỏi Ukraine bất hợp pháp. Tuần trước, Ukraine đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự dành cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18 tháng 5. Vào tháng 11 năm 2023, BBC dẫn nguồn tin nói rằng gần 20.000 người đàn ông đã trốn khỏi Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến sự để tránh phải nhập ngũ. Cảnh sát Mỹ đấu súng khi truy bắt tội phạm tàng trữ vũ khí ở Bắc Carolina ngày 29 tháng 4 khi cảnh sát thực hiện lệnh bắt với nghi phạm tàng trữ súng ở một ngôi nhà ở Charlotte, Bắc Carolina. Một nghi phạm ở sân trước nhà nổ súng về phía các sĩ quan khi họ tiếp cận. Tên này đã bị hạ trong lúc đấu súng. Nghi phạm trong nhà sau đó nổ súng tấn công nhóm sĩ quan, buộc họ phải gọi tiếp viện. Sau 3 tiếng giằng co, các xe bọc thép lao thẳng vào ngôi nhà, kết thúc cuộc đấu súng. Cảnh sát tìm thấy một phụ nữ và nam thiếu niên 17 tuổi bên trong, cả hai đang bị thẩm vấn. 4 trường học trong thành phố đóng cửa vào chiều cùng ngày. Cảnh sát khuyến nghị người dân ở nhà cho đến khi sự việc được làm rõ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi thống đốc Bắc Carolina và gửi lời chia buồn. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ do nghi ngờ bị đột quỵ vì nắng nóng. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang phải vật lộn với một mùa hè nóng bức với nền nhiệt tăng cao kỷ lục. Theo tờ The Hindu, đưa tin một cụ bà 90 tuổi và một người đàn ông 53 tuổi đã tử vong ở bang Kerala khi nhiệt độ tăng vọt lên 41,9 độ, cao hơn gần 5,5 độ so với bình thường. Quá trình y tế để khám nghiệm hai trường hợp này đang được tiến hành. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang góp phần gây ra những đợt nắng nóng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn trong những tháng hè. Nhiệt độ trên khắp bang Kerala được dự báo cao hơn mức bình thường và khiến chính quyền địa phương phải đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân đề phòng nắng nóng. Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự đoán sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Đài phát thanh địa phương RPP dẫn lời công tố viên vùng Cajamarca ở Peru cho biết đã có ít nhất 23 người chết sau khi một chiếc xe buýt trượt dốc rơi xuống sông ở vùng núi Andean phía bắc nước này. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang từ thị trấn Kelendin tới thị trấn Chorozuco. Tai nạn xảy ra tương đối nhiều dọc theo những con đường bấp bênh ở Peru. Tháng 9 năm ngoái đã xảy ra vụ tai nạn đường bộ làm khoảng 20 người chết. Trước đó, vào hồi tháng 1 năm ngoái, một chiếc xe buýt rơi xuống vực sâu cũng đã làm 24 người thiệt mạng. Sau đợt bàn giao hệ thống radar giám sát ven biển hoàn chỉnh đầu tiên cho Philippines vào cuối năm ngoái, ngày 29 tháng 4, Nhật Bản tiếp tục bàn giao hệ thống radar giám sát mới, qua đó giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho quốc gia Đông Nam Á này. Nhật Bản đã tổ chức lễ bàn giao hệ thống radar mới cho Philippines tại thủ đô Manila với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro. Phát biểu tại buổi lễ, ông Gilberto Teodoro đã nhấn mạnh rằng môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều thách thức nghiêm trọng mà cả Philippines và Nhật Bản đều phải đối mặt và nỗ lực vượt qua. Trong bối cảnh đó, xu hướng tất yếu là hai nước tăng cường hợp tác nhằm nâng cao khả năng giám sát và cảnh báo, qua đó góp phần tăng cường khả năng răn đe chung. Theo quân đội Philippines, hệ thống radar thế hệ mới mà Nhật Bản bàn giao cho Philippines là hệ thống radar có giám sát chính xác không chỉ đối với các loại máy bay và máy bay không người lái thông thường, mà còn có thể giám sát đối với tất cả các loại tàu khác hoạt động trên biển. Do tính cơ động và linh hoạt nên hệ thống radar này có thể dễ dàng triển khai và vận hành ở những khu vực hay các hòn đảo xa xôi. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.